chào bạn. Hôm nay mình sẽ review cái bộ micro Top Pro K800 của thương hiệu Top Pro Design USA. Thì mình sẽ ghé quát là bộ này là micro thế hệ mới, nó có chức năng auto mute sau 3 giây để bàn, cái chống rơi và chống va đập. Thì bây giờ mình sẽ phối hợp và để cho các bạn xem. Đây là phần bên trong của bộ micro, thì bao gồm có sách hướng dẫn, đây là bộ micro nha các bạn. Micro thì bây giờ mình sẽ bóc, mình sẽ khui cái bộ này cho các bạn biết thêm. Các bạn ở xa xem clip này, nếu mà để biết thêm á, vui lòng nhấn cái nút subscribe ở phía dưới á, để theo dõi mình sẽ có nhiều cái video clip giới thiệu rõ hơn, mà các bạn có vui lòng comment ở dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Đây mà đây là mặt trước nha các bạn. Top Pro model là K800, đây là mặt lưng. Đây là cái tai mic. Cái tai mic của Top Pro thì bỏ bằng kim nhôm khá là chắc chắn, rất là nhẹ. Thì bộ này là bộ đôi, nó có gồm có hai cây mic, thì nó có cả những cái vòng cao su chống lăn. Đây là những cái vòng cao su chống lăn, các bạn về các bạn có thể gắn vào như thế này. Cái vòng này rất là tiện, bởi vì khi mà các bạn để xuống bàn nó không có bị lăn và không có bị kêu lột cột và lo lúc mới để xuống. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái chụp ở phía sau đuôi nữa. Mình lấy cái chụp sau đuôi rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn thử là nó như thế nào nhé. Được, và nó xài điện 220V. Khởi động. Về cái quy trình xét sóng này thì nó cũng khá là dễ. Volume thì được hiển thị toàn bộ bằng phím mềm hết. Xét sóng thì các bạn chỉ cần chuyển băng lên xuống, và các bạn chỉ cần bấm IR ngay giữa cái mặt này, IR đây, thì IR nó cũng nằm giữa trên cái tay mic này. Thì các bạn xong, các bạn vô lòng bấm
xong thì các bạn sẽ cần chỉ cần bấm PR thì nó sẽ chạy. Và khi các bạn bấm PR thì nó sẽ đây, nó sẽ có hiện cực đỏ này. Và sau khi để xuống bàn 3 giây nó sẽ tự động tắt. Thế các bạn xem xong có thể vui lòng click vào số điện thoại, SMS, Zalo. Những bạn xem trên YouTube có thể comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Xin chào.